Xe tải bị một con lừa chặn đường, trên lưng lừa chất đầy củi khô. Đứa trẻ không ngừng vung roi đốc thúc, con lừa mới khó khăn cất bước đi. Tài xế nhanh chóng xuống xe gọi người dân đứng sang một bên để xe tải đi qua. Con đường núi nguy hiểm này là một hành lang Wak'an nối giữa Afghanistan và Trung Quốc, nằm ở khe núi dãy Kuch cao nguyên Pam Ir. Con đường này một năm thì có 8 tháng bị bao phủ bởi tuyết. Haji, 65 tuổi, là một thương lái, đã đi lại trên con đường này cũng 15 năm. Mỗi khi đến đây, ông ấy sẽ lái xe tải qua lại trên hành lang Wak'an để buôn bán. Năm nay Haji đã chuẩn bị cho chiếc xe đã đi được hơn 1 triệu cây số này một tài xế chuyên nghiệp. Ông ấy đã nhiều tuổi nên không muốn bản thân nhọc nhằn nữa, bèn tìm một người tài xế giúp đỡ. Ở đây lúc nào cũng có khả năng xảy ra lở tuyết, lở đất, lũ lụt. Làm ăn trên con đường này, người tài xế cũng coi những cảnh đó như chuyện thường ngày bày ra trước mắt. Mặc dù điều kiện khó khăn nhưng Haji chưa từng nghĩ đến nghỉ hưu, bởi vì hành lang Wak'an có quá nhiều người dân cần vật tư của ông. Họ sẽ men theo hành lang rồi dừng ở từng làng để mua bán cho đến khi đi đến cuối đường. Trong mấy mươi năm, Afghanistan không ngừng bị bao phủ bởi vũ khí, nhưng nơi này lại chưa từng xảy ra chiến tranh. Sau khi người trực biên giới hỏi han thì sẽ cho xe chở hàng đi vào hành lang. Hành lang Wak'an dài 350 km, ở đây không có đường lớn, tất cả đều là đường bùn nguyên sinh, cũng may xe tải vẫn kiên trì được. Xe tải dừng lại ở ngôi làng đầu tiên. Haji đang lật xem sổ sách của mình, trong làng đang có 3 người mượn tiền ông vào năm ngoái. Nhưng vẫn may, người dân ở đây đều đáng tin, họ mà có tiền thì nhất định sẽ trả, cho dù có là 10 năm đi nữa. Những thứ Haji mang đến gồm có hành lá, gạo, xà phòng, yên lửa, mì, máy phát điện, củ cải. Đây đều là những thứ mà người dân cần để sinh sống. Một người dân đã để ý một đôi giày cao su với giá 100 đồng AFG, tương đương với 1,1 đô. Ngoài việc bán lấy tiền thì Haji cũng đồng ý việc đổi đồ lấy đồ. 17,5 kg phô mai đổi lấy 21 kg hành, hai bên đều rất hài lòng. Thi thoảng Haji cũng tặng người dân một vài món đồ. Khi lấy được đôi giày cao su, đứa trẻ tỏ ra rất vui. Haji và người tài xế tiếp tục lái xe đi đến làng tiếp theo. Khi nghe được tiếng động cơ xe, người dân đã sớm đứng ở đầu làng. Haji cần phải lấy muối mà ông đã để ở đây vào năm ngoái. Số muối này đến từ một vùng mỏ ở đoạn khác của Afghanistan. Người dân giúp ông ấy chuyển muối đi, tổng cộng là 300 kg muối. Haji lấy một ít củ cải ra tặng cho người dân để cảm ơn sự giúp đỡ của họ. Trời sắp tối, trưởng làng mời Haji đến nhà của ông ấy ở. Haji rất nổi tiếng ở hành lang Wak'an, chỉ cần đến đây thì người dân đều sẽ miễn phí ăn ở cho ông. Bữa tối là do phụ nữ trong làng chuẩn bị, còn đàn ông thì dùng xe đẩy để đưa bữa tối đến nhà trưởng làng. Cơm hấp khoai là món ăn phổ biến nhiều năm của họ. Haji mang đến đồ cần thiết cho người dân trong làng và lấy gia súc của họ. Ở một khía cạnh khác, Haji có thể coi là cha mẹ của lương thực quần áo của người trong làng. Ngày hôm sau, người tài xế mang đến một chậu than. Dầu của xe tải bị đông cứng, họ phải dùng lửa để làm nóng động cơ, làm nóng lên khá lâu thì mới giải đông được. Sau đó xe tải tiếp tục đi đến làng tiếp theo. Bên cạnh con đường chật hẹp là một dòng sông chảy xiết. Đây là lần đầu tiên mà người tài xế đi trên hành lang Wak'an. Miệng Haji niệm không ngừng, hận không thể nắm tay cậu ấy dạy lái xe. Phàm là con đường hẹp thì chỉ cần 1 cm cũng có khả năng bị lật xe, nên hai chiếc xe gặp nhau sẽ càng khó, một bên chỉ có thể lùi lại để nhường đường mới có thể lái xe đi tiếp. Trên đường di chuyển, Haji và tài xế mâu thuẫn không thôi. Người tài xế cho rằng kinh nghiệm của bản thân đủ để đi con đường như thế này, nhưng Haji không muốn đi cùng cậu ấy. Đi qua đoạn đường trơn, Haji xuống xe trước giải thêm mấy cục đá để đảm bảo xe tải không bị trơn. Lúc xe tải gặp trục trặc cần phải dùng cái sẻng chèn đá vào bánh xe để tăng lực ma sát. Ở nơi cao hơn nhiều so với mực nước biển này, sức khỏe của Haji không ổn định, ông luôn thở hổn hển. Các nhà chăn nuôi gia súc trong làng cần phải bán bò Tây Tạng nhà mình. Haji đưa ra giá 235 đô, nhưng nó lại ít hơn so với số tiền người dân dự kiến là 100 đô nên Haji quay đầu rời đi. Cuối cùng người dân vẫn quyết định bán, bởi vì con bò này chỉ là con nhỏ. Haji đã mua được con bò với giá 246 đô. Người dân cũng nhanh chóng lấy tiền mua bột mì. Bột mì 18 đô một túi, tất cả là 14 túi. Người dân cảm thấy 18 đô là một cái giá hơi cao. Haji nói với người dân họ có thể đi với ông ấy, nếu như bán giá cao thì ông ấy tặng cả xe cả người cho họ. Cuối cùng người dân cũng chỉ có thể chấp nhận, dư ra 7 đô họ mua đồ ăn vặt, Haji bán cho họ kẹo với giá 13 đô. Mặc dù kết quả của việc buôn bán không được nhiều như tưởng tượng, nhưng bột mì và muối là đồ cần thiết để sống qua mùa đông của gia đình chăn nuôi này. Người dân dùng lừa để vận chuyển bột mì về nhà. Mặc dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng khi nhìn thấy nhà chất đầy lương thực, trong lòng họ lập tức vui vẻ. Trong núi Wak'an rất ít trường học, thông thường được xây dựng ở đường lớn cách xa hẳn mấy làng. Ở đây nam nữ bình đẳng, con gái cũng có thể đi học, điều này là một niềm hạnh phúc đối với trẻ con. Bọn trẻ học 4 giờ một ngày, ở trường không có bàn học. Những đứa trẻ này đã học xong lớp 3 rồi, khi hỏi chúng có muốn học tiếp không thì các em đều không do dự nói muốn học tiếp. Do nhiều năm lái xe nên Haji cũng bị mắc bệnh do nghề nghiệp. Ông ấy đến phòng khám để khám bệnh viêm dạ dày của mình. Bác sĩ dựa vào tình hình bệnh của ông mà bốc thuốc và hướng dẫn cách dùng. Chỉ còn một ngày là đi hết đường Wak'an, đây cũng là đoạn đường nguy hiểm nhất.
một hòn đá bị móc vào bánh xe. Khi tài xế đang xử lý thì Haji lại đi giao dịch. Người dân muốn bán dê của mình nhưng con dê núi này đã già rụng cả răng nên Haji muốn nhân cơ hội ép giá. Nhưng người dân kiên định cho rằng thứ anh ấy bán là thịt dê chứ không phải răng. Nhưng Haji cũng không nhường bước, chỉ đưa ra giá 78 đô. Giá này thì chỉ có thể mua 4 túi bột mì. Những năm gần đây, bột mì đã tăng giá từ 6 đô lên 18 đô, nhưng Haji cũng đành chịu. Thực sự Haji không chỉ là một thương lái mà còn là một người quân nhân đã từng tham gia chiến tranh chống sự xâm lược của Liên Xô cũ. Ông đi lính 14 năm mới nghỉ, khi ông ấy ra khỏi quân đội và lần đầu tiên đến đây. Người dân thậm chí còn không biết phô mai là món đồ gì, tất cả là nhờ người thương lái như Haji mang nền văn minh hiện đại đến đây. Thế nên người dân nơi đây đều rất tôn trọng ông. Ngày hôm sau, Haji lại từ đoạn cuối hành lang quay về. Trên đường về, ông ấy lại xếp bò, dê mà người dân bán cho ông ấy lên xe, mang về bán đi. Video đến đây là hết rồi. Lưu ý, nội dung trong video đã được thêm thắt, biến tấu một số chi tiết để lôi cuốn hơn. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.